Chào tất cả các bạn, mình hôm nay chia sẻ với các bạn thủ thuật về ẩn khoai, super ẩn khoai các bạn nha, super luôn á. Thì cái thủ thuật này khá là đặc biệt các bạn ha. Thì mình chia sẻ cách đây ngày 4 tháng 10 rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ lại một cái thủ thuật này trên Windows 10 64 bit. Đợt trước là mình chia sẻ trên cái Win PE các bạn ha. Thì mình nó giống giống nhau thôi. Thì thay vì các bạn khởi động WinBE này, chúng ta khởi động Windows 10. Rồi cái bước thì chúng ta vô rồi ha. Bước đầu tiên là chúng ta đã khởi động vô Windows 10 rồi. Và các bạn Win 7, Win 8 gì cũng được, nói chung là Windows là được. Rồi, xong các bạn ha. Các bạn có thể tham khảo sơ sơ về cái trình bày của mình. Rồi, nói chung là cái thủ thuật này nó khá là ấn tượng các bạn nha. Thì chúng ta có thể giấu những cái file vô một cái tập tin nào đó. Nói chung là một cái file bạn có thể chứa nhiều file khác. Đó đó là cái thủ thuật mà mình muốn gửi đến các bạn. Thì trước tiên các bạn vào cái trang web này để tham khảo cái bài viết chính thức của mình ha, là thủ thuật này. Rồi hoặc là bạn vào đây để chúng ta tải. Đây tải cái file của mình gửi cho các bạn. Đây hai trang, đây là trang thứ ba. Ba trang mình đều có link đính kèm hết các bạn nha, đều có thư mục hết các bạn ha. Đây mình sẽ vào ba trang một lượt cho các bạn biết cái thư mục nào nó chứa những cái file mà chúng ta cần sử dụng. Đây là các bạn nha, thủ thuật ẩn file nè, này super hay file luôn, ghê chưa. Đấy các bạn vào đây thì nó có hết tất cả các phần cần thiết trong này hết rồi. Thì mấy cái kia cũng tương tự các bạn ha. Đây cái này nó cũng có tương tự. Đây mình ưu tiên nó lên đầu hết, tất cả ba cái link này nó đều như nhau các bạn nha, trong thành phần bên trong đều như nhau hết. Rồi mình ví dụ một cái cụ thể đi, các bạn vào cái link xong ta tải cái file về. Trước hết các bạn tải cái file cài đặt ha. Đây mình ví dụ tải luôn đi, ví dụ thực tế luôn cho nó dễ. Rồi các bạn tải trong vòng vài giây rồi các bạn sẽ click vào cài đặt luôn các bạn nha. Góc trái này khi nó tải xong thành công, chúng ta click vào cài đặt. Đây cái thủ thuật này khá là hay các bạn ha, chúng ta có thể giấu file và nó không thể phát hiện được. Lỗi là do mình đã cài rồi các bạn nha, chứ không phải lỗi là không cài đặt được ha. Lỗi là do cái phần mềm này mình đã cài rồi, mình đã cài thêm thêm lần nữa. Rồi mình ví dụ cho các bạn xem thôi. Rồi bây giờ chúng ta lấy một cái file bất kỳ, mình ví dụ một cái file ha. Các bạn có thể dùng cái chương trình hay là cái phần mềm gì đó, chúng ta tìm file của mình, chúng ta lấy một cái file bất kỳ. Bây giờ mình ví dụ cái file này đi nha. Cái file là lạ chứ, mà những cái chương trình mà nó không có mau nữa thì mình lấy cái file này. Ví dụ lấy cái file .dnn này, lấy cái file này rất là đặc biệt các bạn ha. Rồi ví dụ mình lấy, ví dụ lấy cái file này, mình chuột phải cái file chúng ta click vào mouse nè, mouse s mdis v2dis. Đây chúng ta ok các bạn, khoan ok, cho mình mở lên cho các bạn xem thuộc xong cho dễ. Đây bên đây mình chưa có ha, mình chưa có cái ổ nào bên này. Đấy mình sẽ mau vào cho các bạn thấy nó hiện thêm một ổ khác nha. Đấy các bạn thấy không, nó hiện thêm ổ K nè, 72,8 MB. Tại sao nó hiện mình nó không có báo format gì chứ, là do cái file này mình đã mau hết lần rồi. Bây giờ mình xóa nó đi, mình ví dụ cái file khác, mình ví dụ cái file mới mà ha. Bây giờ mình anh mau nó đóng nó lại nè. Rồi mình xóa cái file này đi ha, mình ví dụ cái file mới thực tế luôn đi, mình quên nữa, mình quên lấy cái file này mình đã thử rồi, .dnn. Đây ví dụ cái file của Google Chrome đó mà ha. Đây rồi mình copy qua đây. Rồi qua rồi các bạn ha, thì mình đóng cái này đi. Rồi mình lấy chuột phải các bạn nha, mình mau nó nè, mau giống như ổ đi ảo như các bạn, nhưng mà mình dùng cái phần mềm này mới được các bạn ha. Cái phần mềm này nó mới hỗ trợ chính xác chuẩn nhất. Đây mình sẽ mau nó vào, mau mau nào. Đây các bạn thấy nó sẽ báo format disk ha. Đấy win nào cũng vậy các bạn nha. Có đối với WinBE thì có lúc có lúc không, kể cả Windows thì có lúc nó báo cái bảng này hoặc là lúc nó không không báo. Nó không báo dưới này các bạn nha, chứ không phải là nó không báo ngay chỗ này. Thì chúng ta click vào format disk đi. Chúng ta format nó ở cái file dung lượng lớn á, trên mấy mươi mê á, thì nó cho phép các bạn
format ba định dạng luôn ha. Hôm trước mình chỉ giới thiệu có hai định dạng là fast và NTFS thôi. Bây giờ là chúng ta format được fast 32 luôn các bạn ha. Các bạn format fast 32 vẫn được ha. Mình ví dụ format fast 32. Tại cái này mình chưa có ví dụ. Trong bài viết mình chưa ví dụ, mình ví dụ cái này cụ thể hơn. Rồi, chúng ta format xong, chúng ta đóng cái bảng này đi. Ở đây các bạn thấy cái ODK này ha. ODK các bạn có thể chọn vào đây. Đây, chúng ta vô ODK property. Là coi còn có gì trong này không, không có file trong này các bạn ha. Nếu mà trong trong đây cái file này nó chứa những cái file khác thì các bạn có thể quét hoặc là xóa những cái file đó đi để cho cái phần dùng này nó trống hoàn toàn, nó trống như thế này các bạn ha. Đấy, nó trống là chúng ta thấy v nè, v với lại total size là bằng dung lượng nha, có nghĩa là file trống và phần dùng nó trống. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành, chúng ta copy file vào các bạn ha. Chúng ta copy file vào, mình ví dụ copy những cái file 78 phải mấy mê phải không các bạn, 78.6. Bây giờ mình ví dụ có những cái file qua nha. Đây, mình có những cái file qua nè. Các bạn có những cái file ví dụ nào đó mà nó chạy nó hoạt động được luôn các bạn ha. Có gì chúng ta phục hồi lại rồi chúng ta chạy thử coi nó hiệu quả hay không. Nó có chạy được hay không? Nhiều khi nó lỗi chúng ta cũng không biết chừng. Thành ra các bạn có file qua, chúng ta lựa những cái file nào chúng ta chạy được á. Chúng ta có đó, mình ví dụ mấy cái file này đi. Rồi giờ mình thử coi dung lượng nó bao nhiêu ta. Nó là 78.6 mê không các bạn. 744, mình ví dụ 44 mê thôi ha. Đây mình copy nè, copy các bạn nha. Thảy vô, copy mình thảy vô cái phần dồn. Thảy vô phần dồn đây. Thảy vô cái phần dồn mình mới tạo ổ ổ ảo rồi. Bây giờ nó đã nằm trong đây rồi, đó. Thì giống như mình nói với các bạn ban đầu rồi, ha, cái phần dùng này nếu mà mặc định ta mau hành cái phần dùng ảo rồi mà chúng ta thấy có những file trong đây thì chúng ta xóa đi. Đấy. Và cái bước này nó cũng giống như cái bước mà chúng ta để ẩn file luôn. Đấy. Đấy. Các bạn muốn ẩn file nào thì các bạn chép cái file đó vô đây thì các bạn xóa nó đi. Đấy. Nhưng mà các bạn thấy không, không còn file nào nữa hết ha. À, nếu mà các bạn dán virus vô thì đâu có file nào đâu, lấy gì chương trình vé virus nó thấy được. Trên đây có file mà nó quét thì đó, chương trình virus cũng bó tay luôn các bạn nha. Đó, bất kể chương trình virus nào nó cũng bó tay, nó cũng không thể nào nó quét được những cái file virus mà các bạn đã xóa. Đấy, bây giờ chúng ta tiến hành, chúng ta phục hồi lại cái ODK này, phục hồi những cái file mà chúng ta đã xóa. Rồi bây giờ mình ví dụ một cái phần mềm trước. Đây, mình ví dụ cái phần mềm này. Đây, Gator Data Recovery. À, đấy, mình ví dụ cái phần mềm này. Đấy, các bạn vào cái mục đầu tiên luôn ha. Cái mục đầu tiên là dành cho những cái file bị xóa. Chúng ta phục hồi lại, rồi chúng ta list vào. Tích đôi vào, đấy. Rồi các bạn nhìn cái ổ đĩa chúng ta. Chúng ta mới màu nãy nè. Đúng cái dung lượng, đúng cái định dạng FAT32. Rồi chúng ta list đôi và bấm nét bên góc phải. Đây, rồi chúng ta quét thôi. Đây, đó, các bạn thấy gì chưa? Đó, những cái phần mềm chúng ta nãy nè. Đấy, các bạn thấy chúng ta chọn, thì chọn, click thì chọn bên đây, hoặc bên đây chúng ta chọn hết. Đấy, chúng ta vô từng cái, chúng ta chọn cái nào, hoặc là bỏ cái nào, tùy chúng ta. Rồi chúng ta bấm click vào Recover bên phải, góc phải trên cùng. Đó, chúng ta click Recover. Rồi chúng ta chọn cái vị trí lưu, ổ đĩa hay là ổ USB hay là cái đường dẫn nào đó. Rồi các bạn OK. Vậy nó bắt đầu nó tiến hành nó phục hồi thôi. Đây các bạn ha. Nó sẽ phục hồi những cái file này vô cái ổ đĩa y là cái ổ cái box của mình. Thì mình sẽ vào cái ổ đĩa y. Rồi mình đợi xíu rồi. Rồi coi nó có hiển thị cái đường dẫn để mình mở lên trực tiếp hay không. Rồi nó không có cho đường dẫn trực tiếp thì mình mở truyền thống các bạn ha. Bây giờ bấm Win E. Đấy, chúng ta mở lên, chúng ta lấy ổ đĩa y. Các bạn chọn cái này. Đấy. Các bạn chọn Dart á, lấy chuột phải ha. Đây, ra chọn Dart rồi nè. Ai cái này nó nhớ cái file cũ à. Hình như là nó tạo ra cái thư mục thì phải thôi nha. Bạn chờ xíu để mình coi coi. Recover file. Để chính xác thì chúng ta mở cái phần mềm lên, coi nó đi cái đường dẫn nào các bạn nha. Đây. Delete file, đây các bạn thấy không, OE nè, delete file, nó nằm trong cái thư mục delete file, rồi mới tới cái file mình phục hồi. Như là nằm trong cái thư mục delete file thì chúng ta tìm đúng cái thư mục delete file, chúng ta tìm theo tên, chúng ta delete thì chữ D, chúng ta bấm chữ D. D, rồi, không ra rồi.
các bạn phải cho nó lên đầu ha. Rồi đây chữ D nè, đấy rồi rồi đó, đây các bạn thấy không, những cái file chúng ta đã delete đây. Bây giờ mình sẽ chạy cái này thử, và trước khi chạy đó mình đóng cái cũ đi. Đây là cái phần mềm mà bằng cái phiên bản, mình đóng nó đi, nó không xung đột, đang chạy ở bạn nha, nên nó xung đột rồi. À, mình đợi xíu đây, mình thử mình chạy cái khác ra nha. Mình thử mình chạy cái mini for. Đây, cái này nó chạy rồi, mình đóng nó đi nè. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ chạy nó. Rồi, mình coi nó lên đúng không bạn ha. Đấy, các bạn thấy chạy tới đây là ok rồi nha. Đó, vẫn hoạt động bình thường mà ha. Rồi, ok. Coi như là mình một cái phần mềm mình đã phục hồi thành công. Đấy, mình để đi. Cái kia nó cũng tương tự đó bạn nha. Rồi bây giờ mình qua một cái phần mềm thứ hai. Đấy, phần mềm thứ hai thì nó cũng tương tự thôi. Các bạn biết dùng một cái phần mềm là cái những cái phần mềm tính năng tương tự các bạn là làm được hết à. Đây, nó cũng anh delete nữa các bạn. Mini tool power data recovery ha. Anh delete nè, đó anh delete là nó phục hồi là cái file đã xóa. À, chúng ta quét chọn đúng cái ổ đĩa K, đĩa K phát 32 đây, các bạn click vào recover bên trái. Đó, các bạn thấy nó ra liền ha. Đấy, nó ra hiển thị thì những cái file mà chúng ta đã xóa đó. Rồi chúng ta tùy chọn hết, rồi chúng ta bấm save file, chọn vị trí luôn. Đấy, browse browse rồi chọn vào cái vị trí ổ đĩa thư mục nào đó, rồi tùy các bạn. Rồi chúng ta chọn vào, chúng ta luôn ok là nó sẽ phục hồi giống như cái phần mềm ban đầu. Rồi bây giờ mình qua cái phần mềm thứ hai, rồi tới phần mềm thứ ba. Phần mềm thứ ba là mini tool power data recovery, anh delete nè các bạn ha. Là chúng ta click vào đây thôi, rồi chúng ta chọn ổ đĩa K đấy, phát 32, rồi chúng ta bấm scan góc phải. Đấy, nó ra đấy. Các bạn chọn đi, chọn hết ha. Rồi, chúng ta bấm vào sale. Rồi, chọn vị trí luôn. Rồi, chúng ta ok. Là xong. Đấy. Rồi, tiếp đến phần mềm kế tiếp các bạn ha. Các bạn dùng một hai phần mềm quen và chúng ta dùng được hết những cái phần mềm còn lại các bạn ha. Đây, cái phần mềm này không biết nó có phát hiện ra cái ổ đĩa K hay không các bạn nha. Rồi. Rồi, các bạn thông cảm nha. Ở xung quanh người ta chuẩn bị hết karaoke đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi nhanh hơn một xíu. Đây, Hetman, mình ví dụ vào cái Hetman này đi ha. Hetman, Hetman này ổ đĩa K, ổ đĩa K đâu? Hetman này hình như không thấy ổ đĩa K ha ta. Bây giờ mình đóng, mình chạy lại nha, mình chạy cái bản mới của Hetman coi nè. Đây, mình chạy lại mới. Và nó thấy cái ổ đĩa này không nha. Rồi mình đóng cái này đi. Rồi ổ đĩa K thấy đây các bạn ha, chúng ta list đôi vào các bạn nha. Rồi chúng ta chọn cái độ fast scan ha, là quét nhanh, chúng ta đóng nét các bạn ha. Rồi finish. Rồi các bạn thấy không, đây những cái phần mềm đây. Rồi chúng ta chọn góc trái trên cùng recover, rồi chúng ta chọn save to disk, rồi chúng ta chọn vị trí lưu, rồi chúng ta bấm tiếp recover là phục hồi các bạn ha. Rồi tới cái phần mềm mà partition Google. Đây, nãy đó mình chạy thử cho các bạn xem đó. Đây rồi, partition Google nó là muốn hết rồi các bạn ha. Mình giới thiệu qua từng cái phần mềm đúng không bạn nha. Rồi thì đó, thì chúng ta những cái nào chúng ta xóa, chúng ta phục hồi lại là coi như là ẩn đó các bạn ha. Rồi đây ODK góc bên trái. Đây, với cái phần mềm partition này chúng ta chọn nó cũng hơi khác khác xíu các bạn nha. Chọn cái phần dụng ta cần phục hồi file nè, rồi chọn file recover. Rồi trong cái bảng recover file này chúng ta chọn cái dòng đầu tiên ở trên bạn ha, recover delete file only. Rồi chúng ta bấm ta đó các bạn ha. Rồi xong, chúng ta chọn cái file chúng ta cần phục hồi. Rồi rồi các bạn chọn hơi khác một xíu nữa nè. Đây, chọn cái file góc trên phải cùng nè, copy to folder. Rồi chúng ta chọn cái vị trí phân dụng hoặc là cái thư mục mà chúng ta cần lưu cái file đó bạn. Đây rồi, giờ xong các bạn ha. Chọn xong chúng ta ok thôi, chúng ta phục hồi. Đấy, mình đã giới thiệu cho bạn sơ qua những cái phần mềm, cái tính năng chúng ta phục hồi file. Cũng có những cái phần mềm không phục hồi được các bạn ha. Mình ví dụ cái Active nè, Active cộng bạc tí xanh recover này ha. Mình thử rồi. Mình thử mình viết nó coi coi nó thấy cái phần dụng path 32 không ta. Đối với phần dụng path này nó không có thấy các bạn ha. Không thấy luôn các bạn nha.
cái phần dùng ảo này nó không có nhận dạng được nè. Đó thì cái mình loại bỏ cái phần mềm Active này ha, nó mặc dù nó có nhiều bản người ta chế khác nhau, người ta chế thôi các bạn ha, chế thôi chứ không phải là nó là cái phần mềm khác, nó cùng một tên nhưng mà nó chế lại thôi. Cái người mà lập trình đó họ họ chế lại. Nào bạn nào muốn muốn chế giống giống kiểu giống 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 gì đó thì bạn liên hệ mình chia sẻ cho ha, nó cũng không khó lắm, tương đó là dễ rồi ha. Rồi chúng ta tiếp, chúng ta cái đó là bước mình hướng dẫn chia sẻ với các bạn là tạo một cái file mới ha, tạo một cái file mới để mau hành ổ phần dùng ảo. Rồi chúng ta cái chép file vô, chúng ta xóa, rồi chúng ta phục hồi lại đấy, là coi như là giống như cái tính năng mà chúng ta xóa file. Bây giờ mình ví dụ một cái file mà nó có sẵn rồi, đây cái file có sẵn rồi, bây giờ mình đóng cái này lại đi ha. Các bạn muốn đóng cái file này lại thì chúng ta click vào chuột phải phân dùng anh mau các bạn ha, anh mau em đít nha các bạn nha. Rồi chúng ta dép đấy. Rồi bây giờ mình ví dụ cái file mà đã ẩn rồi nè, đấy file này đã ẩn rồi các bạn ha, 3.84 MB, chúng ta mở lên tương tự các bạn nha. Đó, chúng ta chọn màu mau nè, mau a em đít vitua đít rồi đó, các bạn mau lên thôi. Rồi chúng ta dùng cái phần mềm mà nãy giờ chúng ta đã chạy. Rồi các bạn click vào record và delete tiếp các bạn ha. Rồi chúng ta chọn path nè, định dạng ô đĩa đó nè, rồi chúng ta click đo vào đây đấy, thì nó quét thôi, nó quét những cái file đó. Rồi chúng ta click vào chúng ta coi đấy, có những cái file mà chúng ta đã xóa trên đó nè ha. Đó, chúng ta muốn phục hồi cái nào thì chúng ta chọn, chúng ta bấm recover, chúng ta phục hồi đó các bạn ha. Thì những cái phần mềm khác thì nó tương tự thôi. Bây giờ mình ví dụ thêm một cái file, một cái file khác nữa, mình ví dụ một cái file khác nữa ha, là mình các bạn bấm anh mau là nó đóng lại nha. Rồi bấm dép. À mình ví dụ cái file B4 này, mình mau nó nè, đây mình mau cái file B4 này nè, nó có gì không các bạn nghe, có gì không nào. Rồi format đít các bạn ha, rồi format à, các bạn không thấy hết chưa, thấy đấy, có những cái nó không thấy các bạn nha. Thì chúng ta phải buộc chúng ta phải thoát ra ngoài các bạn ha, đấy chúng ta thoát ra ngoài. Rồi chúng ta đây, chúng ta chọn cái góc như này, chúng ta sẽ thấy nè. Đấy, các bạn chọn cái định dạng xóa ha, định dạng format nè. Đó, các bạn muốn mà dung lượng nó không có thì chúng ta chọn FAT hoặc FAT 32 nếu có. Còn nếu mà chúng ta chọn NTFS thì nó chiếm một phần dung lượng các bạn ha. Các bạn nào mà thấy cái file mà chúng ta định ẩn trong do cho nó trống nhiều thì chúng ta chọn FAT hoặc FAT 32. Đấy, chúng ta ok. Rồi, cái này nó sẽ thành ổ đĩa Z các bạn ha. Ổ đĩa Z. Rồi, các bạn thấy ổ đĩa Z trên nè. Đấy, ổ đĩa Z. Mình chưa thấy, nhưng mình bấm ok. Ok, đây. Đó, repeat thì cũng thấy các bạn ha. Rồi, chúng ta vào đây xem, không có file gì. Không có file gì thì chúng ta tiến hành, chúng ta đưa file vào và chúng ta xóa thử. Mình ví dụ những cái file, những cái file nấy chẳng hạn. Đây, ví dụ ba file này đi ha. Đây, ba file này. Ở bây giờ sau mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái tính năng của ba file này luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho về computer. Đây, đó, bây giờ tiến hành chúng ta format luôn các bạn ha. Format thử coi, coi những cái phần mềm này nó lợi hại tới cỡ nào. Đây, chúng ta format luôn nha. Format luôn, không xóa nữa mà format luôn. Format luôn. Rồi, rồi bây giờ format rồi các bạn ha. Format rồi, chúng ta dùng cái phần mềm phục hồi coi nè. Đây, chúng ta recreate lại. Rồi, đối với cái phần mềm NetGator này, chúng ta recreate lại. Rồi, đối với cái phần dùng mà đã format thì chúng ta, đây, recall format này các bạn ha. Chúng ta vô đây, chúng ta phục hồi cái phần dùng đã format. Đây, này, chúng ta quét nó thử coi nè. Đây, quét coi thấy các bạn nha. Thấy không nào? Đây, thấy các bạn nha. Thấy nhưng mà nó bị hạn chế các bạn ha. Thấy là chúng ta sẽ thấy được hai file. Còn cái file ENE là không không thấy các bạn ha. Nói chung là cái tỷ lệ thành công rồi cũng khá là ok. Rồi, chúng ta thử chúng ta cho là data đây, chúng ta chạy thử đây như thế nào nha. À, rồi phục hồi hai file thành công. Bây giờ mình chạy thử hai file này.
rồi coi nó hoạt động ổn không. File này là file nén, file này file nén có mật khẩu đấy, có mật khẩu vậy là chính xác. Mình bấm nha, rồi 123 rồi, ok vậy là chuẩn các bạn ha. File này là cái file cài đặt nữa các bạn, cái file cài đặt của cái em nít nè đấy. Rồi, ok các bạn ha. Rồi, vậy là biết ok rồi. Rồi, nói chung là format là cũng phục hồi lại được, nhưng mà nó còn thiếu một file. Delete là chuẩn nhất các bạn nha. Vậy là mình để thêm, chính xác mình thêm một hai cái phần mềm nữa coi. Mình dùng cái phần mềm này mình đi mình phục hồi lại cái file đã format ra nha. Load partition. Drama partition. Ồ, cái này hả ta? Thử coi bạn nha. Cái này nó không thấy cái phần dùng ấy rồi, nó không thấy cái phần dùng ấy. Mình thử cái này coi. Đây, cái này là thấy nè. Drama gì đó. Partition xanh thì gọc rồi đi. Rồi, chúng ta chọn đúng cái phần dùng mà chúng ta định phục hồi. Rồi các bạn click đôi hoặc là bấm vào đây bên tay trái full can. Rồi, chúng ta quét các bạn ha. Rồi, coi thấy cái gì không nào? Không các bạn nha, đây mình sâu quá. À, sao vô sâu file thấy rồi nha. Ồ, cũng giống như phần mềm kia các bạn nha, vẫn thấy hai file. Khả năng thấy hai file mà thấy luôn cái dung lượng là chúng ta biết là phục hồi rất là cao cái file này. Rồi mình tiếp qua cái phần mềm khác, Unilead Recovery. Mình thử cái phần mềm này coi các bạn ha. Rồi mình thử cái phần mềm này xem. Rồi. Đấy. Mình lưu ra ngoài luôn nè. Rồi. Làm mà rồi chắc là này, chắc là cái này các bạn ha. Rồi chúng ta dò đây, chúng ta chọn đúng cái phần dùng mà chúng ta định phục hồi. Các bạn bấm full scan trong góc phải nè, rồi cho phần mềm quét. Vậy là chúng ta cũng vẫn thấy hai file các bạn ha. Vậy là một phần mềm mà nó ưu tiên mà nó thấy được những cái file chúng ta cần phục hồi, thì những cái phần mềm còn lại nó cũng hỗ trợ gần như tương tự các bạn nha. Mình thử dùng cái partition tiếng xanh Google này thử coi. Rồi bây giờ mình dùng partition tiếng xanh Google mình quét thử các bạn ha. Partition tiếng xanh Google này là nó mình chạy lại đi, chạy lại cho chắc ăn các bạn nha. Để mình chạy nó lại đi, mình chạy lại coi như thế nào. Rồi đây còn cái headman nữa nè. Đây, mình chạy lại cái Hetman luôn nè. Rồi, bật tay trên Google. Đây. Cái phần dùng Path 30, Path 16 các bạn ha. Rồi, chúng ta vào nè. Chúng ta vào cái phần file recover. Các bạn đợi xíu nha. Ở đây nó không có cho cái phần không cho phục hồi ở đây ha. Không cho phục hồi. Không cho chọn cái bật tí xanh recover này các bạn ha. Cho nên bật backup thì là nó có file recover các bạn ơi. Mình chọn thử cái này ha. Complete ha. Complete kênh nó thấy không nha. Complete. Rồi ok. Cái này thì nó không thấy các bạn nha. Cái này là chỉ phục hồi được delete thôi. Delete file thôi. Này nó phục hồi được cái những cái file mà đã xóa rồi ha, một mắt xóa hình như nó gần giống nhau. À cái thằng này nó thấy luôn cái file SE nữa bạn. Đây mình phục hồi cái file SE này luôn coi nha. Bạn tin xanh Google là nó hay có đó ta. Đây mình ơi quên, mình chọn vào file CO2 mình cho ra desktop đây nè. Rồi ok, cái phần mềm này là phần mềm hẹn giờ các bạn ha. Mình open luôn các bạn nha. Đây đây tiếp đôi luôn nè. Vậy là file bật đi chứ thanh Google nó hay hơn các bạn nha. Đấy các bạn thấy không? Ồ không ngờ format rồi mà dùng này là phục hồi nó là chuẩn gì ta. Đây đúng là hay. Mình nghe tin đồn nhiều về em này nhưng mà bây giờ mình mới mới chứng minh được các bạn ha. Rồi bây giờ mình dùng cái Hetman này coi đủ tính năng tương tự không các bạn nha. Giờ mình click vào thì nó sẽ ra như vậy hả, để coi nó có cái gì khác không ta. Không các bạn nha. Vậy là tóm lại về cái format mà cái phần dùng
format một cái phần dùng của dữ liệu các bạn. Là anh ta format nhầm thì gót nhầm thì anh ta nên dùng cái bảng extension Google này ha. Đấy các bạn thấy mình chia sẻ rồi ha, mình test thử nghiệm rồi nha. Rồi đối với thì những cái file đã xóa thì hầu như là những cái phần mềm còn lại nó đều format tốt tốt và chuẩn, nhưng mà đối với cái phần dùng mà chúng ta đã format là format gót nhầm hay xóa nhầm thì chúng ta nên tiến hành phục hồi lại liền ngay bằng cái bảng extension Google, hoặc là chúng ta vào cái Win Mini chúng ta dùng cái ba phần mềm bảng extension này để chúng ta phục hồi lại các bạn ha, thì sẽ chuẩn hơn là chúng ta cài lại Win thôi nha. Ai mình coi thử coi một mát rồi đấy, cái em này mình cũng nghe đồn là hay lắm, nhưng mà để mình thử ra cho nó có khả năng nó thấy gì khác không, không lẽ nó chỉ thấy nhiêu đây thôi ta, thì là nó chỉ thấy nhiêu đây thôi các bạn ơi. Giờ mình đánh giá cao hơn cái bảng đi xanh Google các bạn ha, giờ mình cũng chứng minh được rồi các bạn ha. Ai nó phục hồi được cái file này, còn mấy em kia là không phục hồi được. Rồi tóm lại cái video này là các bạn thấy được chúng ta có thêm cái chút cái kinh nghiệm về chúng ta phục hồi file, format nhầm, xóa nhầm gì đó, chúng ta ẩn giấu file bằng cái cách mà chúng ta phục hồi lại dữ liệu. Và đồng thời cái ví dụ này cũng cho chúng ta biết thêm được một cái điều là một cái file bất kỳ nó đều có khả năng nó chứa đựng những cái file khác tương đương với dung lượng mà nó đang sở hữu các bạn ha. Rồi đó là cái khái niệm về cái định nghĩa file mà mình chia sẻ ở đây để các bạn ha. Đây file được định nghĩa lại như một cái giỏ, cái túi để chứa đựng được tất cả những dữ liệu khác, nghĩa là cái file càng to, nghĩa là túi càng to thì chứa đựng được dữ liệu càng lớn càng nhiều. Ở đây mình biết còn thiếu do các bạn do xin lỗi bạn, do mình chưa có tìm hiểu hết và mình chưa có biết được hết tính năng của nó, nên mình chỉ nói có 2 định dạng thôi, mà chắc là nó có đủ 3 định dạng các bạn ha, NTFS, FAT 32 và định dạng FAT. Đấy rồi thì cái mà mặt hạn chế mình nói trong cái thủ thuật này bị hạn chế cái môi trường hoạt động, nhưng mà bây giờ mình test chuẩn trên Windows 10 thì bây giờ là hầu như là tất cả các Win mình biết chắc là nó sẽ chạy ổn các bạn nha, nếu các bạn cài đúng cái phần mềm mà mình đã chia sẻ trong cái folder này. Đấy mình cài đúng cái này là ok rồi, bây giờ là không còn bị giới hạn bởi môi trường hoạt động. Và shop thì hầu như là những cái shop căn bản, những cái shop nổi tiếng là nó đều phục hồi về cái tính năng chúng ta xóa dữ liệu, thì mình đã ví dụ cho các bạn xem hết rồi ha. Rồi có cái mà mau những cái file thành cái phần dùng ảo thì mình thấy có thằng Imdit VirtualDisk này là tốt nhất. Mình chưa tìm và chưa biết được cái phần mềm thứ hai có tính năng tương tự các bạn nha. Rồi hiện tại là chúng ta nên sử dụng cái phần mềm này. Còn file chứa dữ liệu hoạt động thì nó có khả năng nó giống như một cái lãnh thổ, cái vùng đất để nó chứa đựng cái những cái dữ liệu khác rồi ha. Và đặc biệt là nó không có đủ khả năng hoạt động như cái phần dùng mà để boot một hệ điều hành, để khởi động một hệ điều hành đó bạn ha. Ví dụ các bạn coi cái phần dùng mà mình đã tạo thành cái phần dùng ảo này mà chúng ta muốn tạo boot trên nó thì nó không có đủ khả năng để nó hoạt động các bạn ạ. Nó không có đủ khả năng hoạt động. Đó là cái điều mình muốn nhấn mạnh ở đây. Còn nó có hoạt động được hay không thì mình đang nghiên cứu về một cái kinh nghiệm mới, thủ thuật mới nữa. Nhưng mà mình không biết chắc là được hay không các bạn ha, mình không dám chắc nhưng mình đang nghiên cứu thôi. Rồi. Rồi. Thì kinh nghiệm ở đây cũng hết rồi các bạn ha. Mình sẽ đi qua cái kinh nghiệm kế tiếp là cũng thủ thuật ẩn dấu file tiếp các bạn ha, nhưng mà mình sẽ mở rộng thêm những cái kinh nghiệm trước đây mà mình còn đang bị thiếu hụt. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.